Chào mọi người đến với kênh Thầy Giáo Tí Hon. Xin chào mọi người đến với kênh Thầy Giáo Tí Hon. Thầy Giáo Tí Hon là tên kênh YouTube của anh Nguyễn Văn Hùng. Trái ngược với biệt danh đặc biệt, lượt người theo dõi kênh của thầy giáo này lại không hề tí hon chút nào. Đối với anh Hùng, ý tưởng bắt đầu kênh YouTube của riêng mình là cái duyên rất tình cờ. Năm 2019 mà khi mà có dịch Covid và tất cả các học sinh trên cả nước đều phải nghỉ học thì đợt đấy Hùng cũng nghỉ dạy mà rồi cũng ở nhà cũng buồn và cũng nhàn. Nên là Hùng quyết định thử cầm cái điện thoại lên để mà quay về những cái cảnh của Hùng như là đi chợ thôi. Đây, bên này. Bên tay trái. Bò, trâu bò. Từ khi làm YouTube thì vợ chồng tôi được có thêm rất nhiều các cơ hội kết bạn được rất là nhiều người, cũng được đi thêm nhiều nơi mà mình muốn đến ấy, thưởng thức nhiều món ăn mà hồi xưa giờ mình nghĩ là mình không nấu được và không làm được. Nếu vợ chồng anh Hùng và chị Diễm My chọn cái hình cuộc sống đời thường của mình thì anh Trần Ngọc Hoàng, một người khuyết tật ở Lào Cai, lại đam mê giới thiệu phong cảnh ẩm thực quê hương. Trước đây, trước khi bị tai nạn, Hoàng đã rất yêu thích để đi du lịch. Sau khi Hoàng bị tai nạn thì cái niềm đam mê đó nó khiến mình càng mãnh liệt hơn, càng khao khát hơn để mình có thể được đi lại nhiều hơn. Nửa năm đầu tiên Hoàng làm tất cả những video không có lượt view nào cả. Thế nhưng mà sau này rồi mình cứ làm. Rất là nhiều video mình đăng lên thì cũng sẽ có dần dần có cái lượng khán giả riêng của mình. Khi mà người khuyết tật làm YouTube thì sẽ có cơ hội mà để giúp được nhiều quý vị khán giả biết được hơn về những cái cuộc sống, những cái hoàn cảnh của người khuyết tật, cũng như cho họ thấy được cái sự nỗ lực và những cái công việc của người khuyết tật đang làm. Trở thành YouTuber là một điều không hề dễ dàng, nhưng bằng sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng, những bạn trẻ khuyết tật đã tìm được lối đi riêng, tạo được dấu ấn trong lĩnh vực còn mới mẻ này.